Anh sẽ cần phải suy nghĩ rất kỹ cho cái câu chuyện tích cực ở trong những sự lựa chọn ở giai đoạn này. Còn Black Quest, để xem là Black Quest có cái gì thú vị đúng không? Tại vì thật ra vừa rồi, thật ra là thú vị có đó chứ. Họ ép cho đối phương phải cấm là cũng là một cái thú vị rồi. Tôi nghĩ là được, tại vì con Cassiopeia dù sao ván đấu vừa rồi mặc dù là thắng từ Hàn Quốc là, nhưng nó cũng phần là chứng minh rằng đến giai đoạn giữa ván đấu á, họ không có những công cụ mà tiếp cận con Cassiopeia hay là heo khó để gây được sát thương của Cassiopeia. Nên khi đối phương đã cấm con Yone rồi thì nghĩa là cả sáu phút bích Yone, họ cấm Cassiopeia trước nên cũng ai chà thôi. Lóc nhanh thế, rất nhanh. Cá sấu phớt bích tức là đang đánh heo tiếp. Đây cũng là một lựa chọn khả năng là đánh heo. Thích ở khu vườn trên, cho nên Binet đang spam heo. Tại đó phương và cũng là bao pick khu vườn trên. Ngược lại thì FlyQuest họ đang muốn chọn trước Kai'Sa và Yamasu. Liệu là có ổn hay không khi mà bên phía bên này bắt chuột mới sớm cặp đôi đường dưới Kalista. Chắc là qua chung kết thế giới nha mày. Kalista để có được một bộ đôi có thể áp đảo khu vườn dưới, nhưng đây sẽ là một cái thế mà hoàn toàn có thể sẽ xảy ra đổi đường nếu như mà Hawalai quyết định sẽ né cặp đôi Snowball ở khu vực cánh dưới. Coi như là hai bên hiện tại đều đang có những điều kiện. Cá sấu đánh với heo khá đẹp. Hawalai Sport họ sẽ làm sao để cho Duran có được một khoảng thời gian. Cặp này chúng ta chọn sau khắc chế. Olaf không chắc chắn 100% sẽ khắc chế được nha. Cái khoảng thời gian ban đầu là sẽ bị đối phương gọi là bỏ cặp hả? Để carry phụ hay không thôi. Chứ nếu như trải qua được khoảng thời gian đó thì rõ ràng lên cấp độ 6. Những tình huống solo Weibo cũng sẽ có một vài lợi thế. Viber kêu là má tụi bay đánh vậy rồi thôi, được rồi, để tao lấy con nào tao gánh gánh được. Viber này sẽ đánh theo kiểu cánh thủ, tức là đầu game thì Ezreal sẽ farm và chờ đợi. Viber lấy con Ezreal lát thôi có gì còn gánh. Còn trước đó Doran phải là người gánh sát thương. Nhưng họ cảm giác hơi bất ổn tí xíu trên quyết định lấy ra. Ezreal có gì còn gánh Viber ơi, đúng rồi, hốc vô. Khi bạn đối đầu với một con Olaf thì trước độ 6 đánh với con tù là nhiều khi là mày gánh không nổi đó. Tình nó rất là khỏe, khả năng đầu tiên là gây sát thương, tại vì những cái chồi non được đặt ra ở phía sau lưng gây được rất là nhiều sát thương đến từ con Zera. Và cái tiếp cận của bạn tiếp cận từ đằng xa mà sẽ không sợ Olaf khả năng gây sát thương ngược trở lại. Và nó phối hợp rất là hiệu quả với lại thời điểm hiện tại khi mà cái rừng với pháp sư khu vực Zera với Reacton rồi thì mid đánh gì cũng được. Tùy kèo. Để coi Zeka đánh cái gì. Là lớn nhất so với những con như là Brand hay là Lilia. Tại vì Brand thì bạn cần tiếp cận là bằng cách là đi qua đợt lính. Còn Zera thì bạn có thể đứng trước mặt lính và bạn vẫn có thể làm choáng được, vẫn có thể dùng quy gây sát thương được. Cho nên để kết hợp với lại con Reacton ở thời điểm hiện tại thì con Zera là một sự lựa chọn kết hợp rất là khỏe để muốn dứt điểm Olaf. Bán một mà không phải là cái pha đẳng cấp siêu sao của khoảnh khắc siêu sao của Viper thì sẽ phải chơi game bằng tốc biến thì là cúc rồi đó các bạn. Nếu không có phải là pha Viper hai mạng đó là cúc rồi đó. Ý là anh ta có thể sẽ phải nghĩ tới cái giáp tay Seeker rất sớm khi đối phương đang có một cái đội hình băng bổ vào rất mạnh với Olaf, với đình mệnh vẫy gọi dành cho Leona, và thậm chí Leona đây là một vị tướng vừa chọn vừa cấm thẳng vào vị trí của Delay. Và rõ ràng FlyQuest ở trong ván đấu đầu tiên họ đã để lại khá nhiều sự ấn tượng đấy. Tôi đã thấy thêm một vị tướng nữa đã nằm trong những lực cấm này của Valesport, và nó cũng không phải là một vị tướng trong meta, đó là vị tướng và Inspire cũng đã mang để lại khá nhiều cái điều thú vị ở trong ván thi đấu vừa rồi. Thì để coi là bên phía FlyQuest liệu họ có những sự lựa chọn gì nữa hay không. Trước hết thì họ phải cấm một cấu Smolder. Tức là họ đang nghĩ rằng hợp lý á, cái form này là Hanwha qua ở LCK là sẽ đánh Smolder. Đầu game sẽ có Rear Tông để hỗ trợ, giữa game có Shield để phụ thêm, cùng với lại Rear Tông, và cuối game sẽ có một con Smolder để có thể có một lượng sát thương. Form đó là form Smolder của Hanwha. Đó, họ không muốn ép trên phía của Hanwha Esports về cái thế cuối của ván đấu, họ sẽ muốn tranh giành đầu game với lại bên phía Hanwha lại luôn. Tôi chỉ đang nghĩ rằng FlyQuest muốn chọn con pháp sư giữa khu vực đường giữa, có thể là con pháp sư theo hướng kiểm soát và đánh về. Pháp sư chọn mù như vậy hả? Tại vì nó sẽ bù lại đến giai đoạn sau ván đấu khi mà Olaf cái khả năng ăn vào là thằng quát nó được lớp lăng không? Sát thương có, nhưng nó sẽ cần đến giờ đang về đánh sau. Được lớp lăng không vậy? Lượng sát thương lớn thì bạn đánh một con gọi là mid farm đến giờ đang về sau thì bạn rất là ngại. Lấy rừng mạnh đánh lớp lăng. Quá. Để chờ xem sự lựa chọn của họ sẽ là cái gì, nhưng cả hai bên chưa lộ khu vực đường giữa, bây giờ phải chọn rừng dành cho phía FlyQuest. Đối phương đã là một con quá nhờ. Mẹ cực cực. Nú luôn thật ra là nú luôn là một cái thứ mà găng cũng hơi bị ảo diệu đấy. Đúng chứ rồi. Mà nó không đâu, bạn lăn quả cầu này nổi các kiểu không biết đường nào mà lần. Đây là đội thú vị của thế giới lần này. Và thật ra họ đang có nhắn 2-1 thì hay các bạn ơi. Loại quét đỉnh và cực cực. Những sự lựa chọn của Inspire thì và thậm chí là cả Weepo thì không quan trọng meta là cái gì cả. Cứ tướng mà cảm thấy ok là dùng thôi. Và lần đầu tiên xuất hiện với con Nunu của thế giới. Quá lợi hại, sự lựa chọn này thực sự không có gì để bàn cãi cả. Đánh bình thường sao thắng được? Phải đánh như FlyQuest là đúng rồi. Bình thường sao thắng nổi? Cùng với cả Nunu.
Hawala bây giờ đang bị ép vào một cái thế phải cho đối phương bất ngờ. Trình độ là chắc chắn là thua, phải có mấy cái kèo bất ngờ. Đã đúng một phần và một phần nữa tôi suy nghĩ là có nghĩa là FlyQuest đang ép cho JK phải đánh pháp sư thuần ở khu vực đường giữa. Tính ra là nó đang sáng tạo hơn cái Yasuo chứ. Ấy da. Tôi là Yasuo. Đó. Bây giờ muốn lấy vị tướng sát thương vật lý. Rồi ok. Quyết định là lấy Yasuo. Lần đầu tiên mình thấy JK đánh Yasuo luôn đó anh em. Sử dụng người anh thì anh ta chuyển sang người em và tôi cũng hy vọng rằng người em cũng sẽ có thể tỏa sáng. Còn trong đó FlyQuest thở vẻ. Thấy bạn sáng tạo quá rồi, mình cũng phải làm tí, Cảm giác là Kalista sẽ là người cần phải được hỗ trợ gần như mắt mình. Nhưng con Yasuo bạn chọn khi đối phương với 4 vị tướng trước đó gần như là không ngại Yasuo. Cú lăn cầu đến từ con Nuno cũng phải làm tí. Thêm cảnh là Olaf cứ bật rờ đi thẳng vào mà thôi, thì cái tường gió của Yasuo không phải là công cụ hữu hiệu trong phao tranh. Nhưng mà cái sự lựa chọn cuối cùng thì phần ở đó thì Yasuo đi được mà thôi. Nhưng đây là một cái ván đấu mà Yasuo của JK sẽ phải tự làm, tự chơi rất là nhiều. Nó không có những công cụ lúc nào cũng khả năng hất tung cho bản thân của anh ta cả, tại vì chiêu cứu Bobby không dễ để dùng. Ủi vai là có hất tung quá đúng không anh em? Bạn ủi vai á thì cái lúc mà đang trên đường bị ủi vai là tính hất tung đúng không? Rất là khó để hình dung. Có anh em? Khó lắm. Zera có thể có không? Có đúng không? Còn không, đa phần là tự làm thôi. Đẩy vai là vừa trúng đẩy vai là sẽ có cái hất tung đúng không? Spam R pha đó chém được đúng không? Đây là tự chơi từ đầu tới cuối luôn. Cảm giác nó hơi bị lạc quẻ, nhưng mà nếu như suy nghĩ tích cực một chút xíu là Yasuo sẽ là dàn trắng dành cho con Zera. Cái gì? Chà, tôi chưa bao giờ thấy JK đánh theo kiểu dàn trắng cả. Anh ta cứ thấy là anh ta bem thôi, cho nên cũng hơi khó đấy. Và chúng ta đến ngay với những diễn biến thực tế của cuộc đối đầu giữa Hawalai Sport và FlyQuest. Hãy đến ngay với bài bình luận của chúng tôi. Các bạn khán giả đang đến với cuộc đấu giữa Hawalai và FlyQuest, nơi mà ván đấu thứ hai đang có màn cắm chọn cực kỳ bùng nổ. Nói thật với các bạn là tôi từ ván 1 cho đến bây giờ là tôi đang chưa biết phải phân tích cái gì khi mà tất cả mọi thứ đều đang nằm ngoài tầm hiểu biết. Ván 1 vừa rồi là Hanwha qua là cũng khá vui tính á, chứ không giỡn đâu. Gọi là tốc lượng siêu cũng khá vui tính đó. Và cuối cùng là Hanwha tận dụng tốt hơn những cái cũng có nhiều pha xử lý là chấm hỏi lắm đó. Này, tiếp tục là những bài dị được bên phía FlyQuest đưa ra khi mà Amumu, khi mà Cassiopeia đã bị cấm đi thì vẫn còn đó là Olaf và Nunu. Rồi, để xem con Nunu này trong tay của Inspire sẽ vận hành như thế nào. Còn Yasuo khu vực đường giữa đối đầu với phía bên kia. Giờ anh em ơi, mọi người nhấn like lại giúp luôn nha. Cảm ơn mọi người. Dễ dành cho Yasuo. Tại vì con quay nó vẫn có những cái chiêu thức nhất định, nó không bị cản bởi tường gió. Như kiểu hàm nha kinh hải và cái giật sét thì sẽ hơi khó dành cho Yasuo ngay từ giai đoạn đường mà thôi. Tôi còn sợ là Quát sẽ chơi cả Vex cơ, thì cũng là cái kèo counter cứng với cái con Yasuo trong tay của JK luôn. Nhưng mà Huy thì nó sẽ đảm bảo một cái quãng đi đường nó kiểm soát được tốt hơn cái trục đường giữa và hỗ trợ cho Inspire những tình huống lăn cầu tuyết của anh ta để thể tác động sang hai bên hành lang cánh. Thì để xem cặp đôi đường giữa và rừng của FlyQuest cũng như là đường trên Weibo sẽ đánh như thế nào đây. Và liệu có đảo đường từ Hawaii Esports hay không? Khi mà đã là phút thứ 1 rồi, bước sang phút thứ 2, chưa có dấu hiệu đảo đường đến từ Viper. Thực ra thì Ezreal với lại Bobby thì cũng sẽ dễ chơi. Nghĩa là đánh công thì không được, nhưng mà đánh thủ thì không. Thôi mà 10 đô đất nha. Thủ khó công, dành cho bên phía của Hawaii ở khu vực nửa dưới. Cho nên họ cũng chấp nhận kèo đấu này. Khu vực nửa trên, đồng ý là đảo đường thì sẽ có áp lực vào con Olaf phía bên kia, nhưng mà Olaf vẫn có thể thoải mái mà thôi. Và kết quả là một ván đấu bình thường. Quan trọng là cái nước đi rừng đến từ cả hai bên, đặc biệt là con Nunu. Con Nunu này tôi đánh giá lắp vào dầu rừng nó cũng gần bằng, hoặc là thậm chí là nếu như có những cái trích lõ từ Inspire hoàn toàn có thể nhỉnh hơn so với con Zera phía bên kia. Tại vì cái việc mà cầu tuyết trong truyền thuyết của con Nunu nó tạo ra cái khả năng di chuyển cực kỳ tốt. Đúng rồi, như vậy thì lấy lại phong độ ha. Mình lấy phong độ của Hanwha thì không được giúp rừng, sẽ có chiêu quy của mình cộng thêm trừng phạt để có thể ăn. Đâu phải đâu thể gọi là thấp anh em. Ở những bãi quái đơn mục tiêu, tốc độ ăn cũng đang là tương đối ổn. Phong độ Hanwha tới điểm lúc này của mình thì sau cái ván vừa rồi của Binet thì mình thấy là mình hiểu phần nào đó cái lối chơi của Hanwha. Mình cảm giác là phần nào đó tụi nó cũng muốn có nhiều cái quyết định nó hơi láo láo hơn một tí á. Kiểu cũng có hơi dạng là test limit á. Cho nên mình cũng không nghĩ là gọi là Hanwha phong độ quá thấp đâu. Mà nó đang trong cái giai đoạn học hỏi ở tại chung kết thế giới này nhiều hơn. Hay là những tình huống chiêu cuối của Binet thực sự là khó. Tết limit một tí để vô mấy trận BO5 còn dễ đánh. Bản thân của JK đây là cơ hội tốt nhất còn gì nữa. Đánh với Fly tạo ra được cái lợi thế cấp độ 2 trước so với Quad là kéo lại được về cái khả năng kiểm soát đường rồi. Còn nè, Yasuo nè. Khu vực rừng thì vẫn là tốc độ dọn rừng ổn. Chứ nó không phải là đang phong độ thấp cho nên bạn mấy bạn nào fan Hanwha Sport yên tâm nha. Và anh ta chắc chắn sẽ bị đọc vị trí ở trong hành chiêu chiêu thôi. Phía bên kia thì Binet cũng đã bắt đầu tiếp cận vào khu vực đỏ. Vẫn có tốc độ dọn rừng nhỉnh hơn dành cho bên phía của Binet. Vẫn là chất tướng Zera. Vẫn là chất tướng Zera mà thôi. Chọn khả năng dọn rừng vẫn sẽ là nhỉnh hơn với những tình huống đặt ra mầm cây. Đứng trên hơi khó chịu một chút xíu dành cho Doran trong cái cấp độ đầu tiên này, khi mà khả năng trao đổi chiêu thức đến từ Olaf
vẫn là rất khỏe. Với bản thân chất tướng của Olaf cũng là một chất tướng rất hợp với những người chơi gọi là thích PK cường độ cao rồi. Thì rõ ràng ở thể bên thôi ngoài bờ xử lý được lính nhiều cách lắm để có thể đối đầu lại với Queen kia. Một tiếng đẩy đường rất sách giáo khoa mà thôi, và sau đó là lùi về khi mà thời gian điểm qua phút thứ 3 là lúc mà Peanut cũng sẽ dọn xong vòng rừng sau bãi của mình, lấy máu của Busio, góc để lao vào đi từ đi lại chưa phải là quá đẹp, đơn giản là kiểm soát tầm nhìn cũng như là ăn cho mình con cua ở nửa sông dưới mà thôi. Hai bên sẽ chia nhau nửa cua, chính xác hơn là hai bên chia nhau một cua, mỗi bên sẽ hài lòng với video này và sẽ không có quá nhiều cái đột biến diễn ra ở trong thời gian sắp tới. Thật ra đã có một cái cơ hội tấn công dành cho bên phía của FlyQuest ở khu vực nửa trên trong cái thời điểm mà Inspire dọn vòng đường trên, ôi đường giữa liên tục là khả năng gây khó chịu đến từ ZK. Thật ra ZK đang đi kèo này khá hay, nhưng cầu tuyết trong truyền thuyết ra khu vực đường giữa lái như thế nào thì Inspire và né rất khéo của ZK, anh ta vẫn mất tốc biến, vẫn mất tốc biến áp lực trội và kết quả là ZK phải lùi về. Rất khó chịu đến từ cái bài Nunu này, mặc dù ZK đã rất dẻo với những cú lướt của mình rồi, nhưng ta vẫn phải mất tốc biến trong một tình huống áp lực. Như chị đã nói đến tình huống làm bị trói lại đến từ Các con nghe láo nha. Anh ta vẫn sẽ cố gắng ở lại dọn dẹp nốt mà thôi. Vẫn là găng thành công nha, găng được mất tốc biến là ngon rồi. Trở lại đường với một quyển sách cũ và một bình thuốc tái sử dụng. Không có nước mắt dành cho Quát ở trong ván thi đấu này. Tạm thời là như vậy. Còn ZK bên phía bên kia, anh ta đang có được chỉ số farm nhỉnh hơn rất nhiều so với vị trí của Quát. Và không biết được rằng là không, sẽ là cái trượng mà thôi, một cái huyết trượng chứ chưa phải là một giày cùng độ. Đường trên, Quý Bố bắt buộc phải tốc hành đi để rút lui, nhưng tân lính to quá rút lui bằng với việc là lỗ lính phải ở lại mà thôi. Vẫn phải ở lại. Có hút máu. Có ai hỗ trợ không? Tôi nghĩ là không. Khó. Ăn được bao nhiêu hay bao nhiêu. Kết quả là ép thêm được cái độc biến của Doran, nhưng mà vẫn là lời dành cho bên phía của Hanwalai. Đây là thứ mà Hanwalai rõ ràng làm tốt hơn so với bên phía của FlyQuest. Hai ván đậu đều đánh early game nét. Anh ta đẩy được vào bên trong trụ của đối phương. Nếu như có sự xuất hiện tốt của Inspire, biết tới đoạn mid game có trôn như ván 1 hay không. Chi nãy ván 1 đánh early game cũng nét lắm các bạn. Để có thể khai thác lên khu vực nửa trên. Tới sau phút khoảng 17-18 bắt đầu hơi trôn tí. Gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới. Một cái thế lính nó cũng giống với những gà đánh xuất cam nha. Nghĩa là ở trong quãng gian đầu tiên thì Weibo sẽ là người có lợi thế, nhưng bằng một quãng thời điểm nào đó, Doran tự dưng anh ta kiểm soát lính tốt hơn và áp lực ngược trở lại xoay Gibbon phía bên kia và tạo ra thế để có thể ganh cánh trên dành cho Peanut. Và vẫn là câu chuyện như vậy mà thôi, Hanwalai Esports có được những lợi thế ở trong quãng đầu tiên này. Inspire vẫn đang rất cố gắng với những chất tướng dị biệt của anh ta. Biết cầm nát bét này. Biết cầm mình nghỉ chơi từ sau nửa đầu vòng thủy sĩ luôn. Tại mình quên lock. Xem là bên phía của mình quên lock kết quả. Cố gắng tạo đột biến như thế nào với con Nunu. Hả, vẫy cờ mày ngập kênh chat luôn chứ. Vẫn đang là chưa đủ đến từ Inspire. Còn khu vực nửa dưới thì nhượng cam kênh chat liền luôn chứ. Tại vì hỗ trợ của anh ta mới đi chuyển một nhịp. Và đây là quay lính mà bản thân của Masu cần phải hứng được nếu như mà không muốn gặp quá nhiều áp lực. Còn đường giữa thì cũng đang là một cái thời điểm thi đấu thích hợp dành cho cả Hotline lẫn bên phía của FlyQuest. Tiếp tục là lăn và lần này sẽ là kiểm soát ba sao trên. Nhưng mà thậm chí cái góc cua vừa rồi còn không chạm được vào con sao đầu. Đánh nhau chăng? Anh rất nhanh. Ăn Nunu, không tốc biến, Doran không tốc biến á. Đó là Doran lùi về bằng cách phản xạ. Nunu ăn con sâu nhanh quá. Cắn trộm được con sâu xong chạy được rồi. Sâu đầu tiên trong loạt ba sâu đầu. Và Peanut thì sẽ hài lòng với việc là có được cua. Cũng gọi là thành công. Về điểm kinh nghiệm, tôi nghĩ vẫn sẽ là ngang nhau mà thôi. Và thậm chí Peanut sẽ còn là người có được một chút gì đó nhỉnh hơn cơ khi ta đã có là cú độ 6 rồi. Hơn hẳn Inspire phía bên kia là một bãi quái rừng. Và Inspire thì vẫn cần phải có một con lính nữa. Anh ta đang cố gắng đặt ra đường giữa để có thể hướng một con lính. Quát thì chưa cố gắng ăn lính. Đây rồi, có cấp độ 6 rồi, Busio đang nấp. Cấp độ 4 đến từ người chỗ hỗ trợ của bên phía FlyQuest. Và ZK thì cũng rất an toàn mà thôi, anh ta nấp vào một cái hướng đi rừng mà nơi có Peanut đứng sau để bảo kê. Không có gì khó khăn cả. Thông tin là quá rõ ràng, không có lý do gì để bạn đứng bên phải trong cái tình huống vừa rồi. Đứng hẳn về góc bên trái và chờ những con lính hấp máu thì bước ra dọn dẹp mà thôi. Cho nên bên phía của FlyQuest không thể nào tìm kiếm được cái cơ hội tiếp cận và dứt điểm vào người của ZK. Đậu đang đứng cam bí bo. Chưa hồi lại được cái tốc biến. Nhưng mà cặp đôi là Kalista với Nunu thì thôi. Cặp này đậu cam bí bo, đậu cam bí bo. Bí bo đang không có tê lên, nhưng bí bo chết mạng này là bí bo cút á. Đợt lính nhiều nữa. Với một con Nunu và một con Kalista. Vậy là 3 trừng phạt đến từ đội hình của Hanwalai Esports. Mất mục tiêu nữa thì cũng là không biết nói gì đến từ những anh chàng của FlyQuest cả. Bây giờ chiêu cuối bật lên. Thấy đang rock và có luôn cả thằng cá sấu cố gắng là bổ người trở lại, tuy nhiên sát thương không nhiều. Trối tung ra nhưng bị counter bởi tầng Thấy đang rock, nhưng phá lính Bibo tầng Thế Đa rồi đã phải nằm xuống khai thác cực kỳ tốt lên Bibo đi. Bibo đi tiếp tục là một tình huống đổi dòng đấy để hạ gục ở cánh trên. Đậu đánh ác qua Bibo đi, cam Bibo mày ra mũ mẹ. Đang rất
triệt để trong một cái nỗ lực để có thể khai thác được vị trí của con Olaf. Nếu mà Grass rút cam nha. Rằng Olaf điểm mạnh nhất của nó là trong trận early game kéo tới mid game và cũng rồi, đi và họ đang khai thác triệt để vào cái thời gian mà con Olaf này đang có thể là mưa làm gió và làm gây khó dễ cho vị trí của Doran ở cánh trên. Hai lúc kiến trụ đã có trên Doran rồi, lượng chỉ số lính, điểm hạ gục, tất cả mọi thứ Doran đều đang nhỉnh hơn. Và là một ván thi đấu khó khăn hơn rất nhiều dành cho Weibo ở trong ván 2 này. Viper quá đơn giản thôi. Đơn giản là lùi về một nhịp khi mà đối phương có áp lực tấn công. Và toàn bộ những cái ý đồ cắm chọn từ bên phía của Clan West từ đầu phải nói tới giờ. Tôi chưa thấy phát huy được bất kỳ gì cả. Con Nunu thì cũng chưa tạo được cái tộc. Cảm ơn mà giấu tên nha, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Đường trên thì liên tục bị khai thác. Còn đường dưới thì chỉ đơn giản là đánh đúng kèo chắc tướng để có thể gọi là liên tục đẩy đường và đè đường của đối phương mà thôi. Nhưng mà đè đường không bao nhiêu khi mà lượng chỉ số farm đến từ đúng không buồn nha. Cũng là cực kỳ ổn thỏa của bên dưới. Fresh Gawi chắc khó mà tìm được bến độ mới lắm. Ý đồ của họ trong cái chọn đang dần dần phá sản. Nunu yếu Inspire. Cây đây sau 9 phút thi đấu vẫn đang là 0-0-0. So với một cái Zyra trong tay của bên kia đang là 100% điểm tham gia hạ gục. Anh ta khai thác liên tục cánh trên. Và Weibo với chất tung Olaf cũng đang nằm xuống 2 lần liên tiếp. Tất cả mọi thứ mà FlyQuest đang vẽ ra, Howlite đều có thể giải quyết được. Và giải quyết của nó một cách cực kỳ là triệt để. Bây giờ khi mà thấy con Nunu của Inspire cứ gọi là vật va vật vờ, từ nãy đến giờ tôi mới thấy rõ được rằng là cái khó dành cho con Nunu. Bị độc rồi, con Nunu này bị độc rồi. Nãy giờ Nunu ở đầu bên phía Hàn Hòa nó biết hết rồi. Có cắt và sát, rất dễ để có thể né. Nhưng mà bắt đầu lan ra. Cơ hội đây rồi. Cầu tuyết trong truyền thuyết đủ đau không vậy? Liên tục với những cái ba rìu của Weibo và lái vào bên trong. Thằng ui thành công được đường trên của đối phương, có được mà hạ gục. Một pha tính toán thời gian hồi chiêu má tính là... cái thằng ca sấu ác ma nha. Vậy không khi mà Weibo vừa hạ gục được Doran thành ta hồi cho mình ra thần ca sấu. Và đó là một tình huống vừa kịp mà thôi. Nếu như chậm một chút xíu nữa mà Doran có thần ca sấu thì rất có thể là FlyQuest sẽ ghê đó, ghê đó. Nhưng đó điều không xảy ra. FlyQuest thành công với tình huống kết hợp bộ đôi giữa Nunu và Olaf ở cánh trên. Trong khi đó khu đường giữa thì sao đây? Zeka vẫn đang chơi rất tốt chất tướng cho Yasuo của mình. Trong khi đó bên phía bên kia, Quad vẫn đang rất cố gắng để có thể có được ít nhất là cân bằng với lượng farm so với con Yasuo đã. Chứ đừng nói về là khả năng lượng vượt trội. Còn bây giờ thì đảo đường. Và bên phía FlyQuest đang cho thấy quyết tâm họ trong việc là kiểm soát sâu lượt 2. Họ chỉ mới có một sao đầu. Cho nên việc kiểm soát những cái con sao tiếp theo sẽ là tương đối quan trọng nếu như không muốn bên phía cô Hanlon. Đậu khỏe nhất bản đồ nha. Cầm cái mặt nạ kìa. Trong bài đấu này. Delay có mặt ở khu vực này để có thể gặp mặt Bui Sư một nhịp nhẹ. Đánh nhau ở khu vực trên thì Viper vẫn sẽ là thua thiệt một chút về mặt chất tướng so với Matsu phía bên kia nếu như mà đánh nhau trực diện. Cho nên bản thân Viper vẫn còn phải cẩn trọng. Hai bên đang rất là ráo riết để có thể chuẩn bị cho sau. Và ZK lái đi đâu đây? Tiếp tục là đâm vào tường. Khó, khó dành cho Inspire. Thế quả đấy anh ta có thể hủy để cho quả cầu tiếp tự lăn được không? Ít nhất là câu được thêm cái tường gió của ZK nếu như có thể mà thôi. Anh ta quyết định là rẽ vào tường. Và như đã nói thì kể cả đảo đường lên cánh trên thì Pinat cũng đang ở cánh trên rồi, đường dưới thì solo kill à. Có được không đây? Weibo mất rất là nhiều máu. Weibo không có tốc hành nữa. Là đang cố gắng câu thêm thời gian không wow. Được. Khó. Cho cái thời gian hồi chiêu. Khó cho Weibo, khó cho Weibo. Và thằng mình rất là tốt từ Doran. Khó cho Weibo. Mình đồng ý là pha vừa rồi trước đó thì Inspire can thiệp được đến khu vực nửa trên. Nhưng tôi cảm giác nó đã là trễ rồi. Đúng. Tại vì lượng sức mạnh mà Doran gọi là vượt trội hơn hoàn toàn với Weibo từ trước đã là quá nhiều. Quá nhiều, thậm chí Doran lên đồ cũng rất an toàn nữa khi ta đóng cho mình là một đôi giày thép gai. Sau đó thì mới hướng tới những mảnh nhỏ, có thể là dìu đen hoặc là giáo thiên ly gì đó, tùy theo sự thích của Doran mà thôi. Trong đó thì Weibo phải ưu tiên lên cho mình là chỉ phản kích để có thể gia tăng được cái khả năng áp sát mục tiêu đến từ trên tục Olaf này. Và những người giống trận này mà Hanwha mà không kết thúc dưới 30 phút là thất bại nha anh em. Tốt, đang là những người được hưởng lợi từ chính khả năng phẩm tốt của bản thân mình lao vào đến từ Busio. Thì bị cản lại bởi không thể lay chuyển, vẫn quyết định tấn công tiếp và ép ZK có dịch chuyển nha, ZK có dịch chuyển. Binet còn tốc biến. Trang là tốc biến lên làm chuyển được vào người của Binet, Binet mới tốc biến. B-Boy, 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 B-Boy ăn được mạng, B-Boy chạy đi B-Boy. Và đó là 1 đội 1 khi Binet đổi mạng của Busio, nhưng phía này Masu cũng mất luôn cả tốc biến. 1-1 là lời, 1-1 là lời cho FlyQuest. 1-1 là lời. Bên phía của Hanlai sẽ có lợi thế ở khu vực đường trên này. Họ đang có 5 sâu không và có đang thua 1-1 là lời. Hướng ép dịch chuyển đến từ Weibo. Trong khi đó thì FlyQuest họ sẽ tấn công xuống cánh dưới, có cho mình được đó là con rồng thứ hai này. Cộng thêm với việc là Quad sẽ cố gắng để tiếp cận. Delay nó dí tới lực Masu nó chưa bấm bê về được nữa. Đến từ Doran để áp lực của Quad không phải là quá lớn. Chưa ăn được. Chưa ăn được rồng. Mặc dù là Pinat vừa bị hạ gục xong. Không rồi. Ăn đi. Sẽ ăn được mà thôi. Thông tin mà Pinat vừa hồi sinh sẽ là có. Và không có gì để cho Delay có thể là không rồng gì cho đi ai có thể cướp được con rồng này cả. Bản đồ gì? Không còn nữa rồi.
Gió. Chỉ là cái đam đến từ cái nút dẫn của Inspire nó còn to hơn, nó gần bằng đam của trừng phạt hoặc là có thể là to hơn trong những cái cấp độ tiếp theo. Còn đây là pha tấn công ở khu vực ở trên, tình huống là dùng không thể chịu lấy rất là tốt từ Delay, và sau đó là bên phía của Hawaii họ là đội gọi là anh qua đã chủ động đứng lại đánh luôn mà. NZK đã có thể phải công một trở lại. Đợi NZK lên. Bên phía của Fly West vẫn có đủ lượt sát thương để ít nhất là một đối một trong pha này. Tình huống mà Viper cũng đã đứng quá cao. Hất tung được có mỗi con Leona. Vị trí của Masu. Và tình huống bật chiêu cuối đến từ Weibo cũng khiến anh ta không bị hất tung nữa. Bật chiêu cuối của Zeka chỉ là một thành viên mà thôi. Ê! Rất là bâng quơ đến từ đội ngũ huấn luyện viên của Mắc Ly nha. Cũng đang là khó hiểu với những gì mà Flycoin làm được. Ít nhất thì Flycoin cũng đang đánh đổi điều gì đó. Nó vẫn ở trong sao tim mình bị đấm mà các thầy ngồi cười. Có thể là một việc là có được một sâu đi. Đối phương không có được tối đa của những con sâu không. Còn về chất tướng, về khâu cấm trọ thì rõ ràng đang phá sản rồi. Chơi game chiêu phết ha. Đồ ra nó không phải ở dưới là toàn bộ lượng combo tung ra, tuy nhiên wow. Lượng sát thương đủ hay không Doran đó cười chống cự người trở lại tốc biến đầu tư và Doran lùi về, đơn giản là tốc biến của Doran cười nè vị trí của Inside lái xe tới tốc cười, biến đầu tư cười. Của Zeka, nhưng anh ta đang đi về hướng trụ của đối phương và Zeka đang múa liên tục tung ra em cả ơn ác gì tại đây là Venus, đó là con Yasuo mà tôi muốn thấy. Vẫn là Zeka. Yasuo cao anh em, có Yasuo cao không ta? Có Yasuo cao không ta? Những chất tướng đấu mà luôn luôn là một đối hiểm họa và tiếp tục là nỗ lực đến từ Inspire và Weibo để có thể tìm kiếm được hụt đầu tiên của Yasuo trong tay Zeka. Nhưng họ không thành công. Còn đứng giữa thì sao đây? Viper không còn tốc biến, không còn gì cả. Anh ta là một nạn nhân. Nói. Xui cho Fly, xui cho Spy. Đó. Tôi cũng không hiểu, tại vì là con Kalista, là dây vò. Nhưng mà lại thua đam cái thiêu đốt. Mọi thứ nó đang gọi là nó đẩy tiếp. Nào, lần 2. Lần 2, và thậm chí là dịch chuyển đầu tư đã làm chậm được Zeka. Nhưng nó lại đẩy tiếp. Có những pha gọi là bẻ cua rất ảo. Wow. Là căn đối được hai người. Nhưng mà wow, chỉ thế thế mà thôi. Ngoài cuộc chấm dứt đã có những quả. Vui tỉnh phết đó, cũng vui tỉnh phết đó. Chưa bị hết tung bởi cái quả cầu tiết trong truyền thuyết mà thôi. Còn đó là một tình huống mà chắc chắn là phải nằm xuống rồi khi mà dịch chuyển lên đến ăn xong cái trụ để tiếp là cũng vui tính phết á. Gục thì rõ ràng là Fred chỉ có thể tự trách mình mà thôi, nhưng rõ ràng thì huống mà Zeka nằm xuống cũng đã mở thời gian rất nhiều dành cho các thành viên còn lại không tốc biến, ăn xong cái trụ của người ta đẩy tiếp tới trụ hai của người ta cũng là rất lớn, là vui tính phết á. Viper và là Peanut cánh trên thì trụ một của bên Fly Esports hình như vẫn còn rất nhiều máu, và Delay thậm chí còn là người đầu tiên, chính xác là người duy nhất được cử lên cánh trên này để có thể phòng ngự. Còn đứng dưới thì sao đây? Ok, nhưng bị chói mà Doran, anh ta quay giữa 1, 2, 3, 4 người. Cái này phải là con cá sấu mà. Cái gì đây mấy thằng này? Thời trước đây thì may ra mới có thể quẩy được như thế, chứ chắc chắn là anh ta sẽ phải nằm mà thôi. Và tình huống bấm TV thật sự rất chấm hỏi từ Doran. Có thể là này bị gì vậy? Cái này chỉ là một cái thứ âm mưu thôi nha. Là anh ta ít gặp Nunu, anh ta quên rằng Nunu có cái chiêu trói kiểu đó. Hay là, tôi không nhớ là Doran, hình như Doran dịch chuyển sau đúng không? Inspire đã tích những cái điểm E rồi mới dịch chuyển đúng không? Ừ. Khả năng là Doran lâu không gặp Nunu người ta quên mất. Trách đấu Hàn hay là trách đấu châu Âu thì chắc là chỉ có những cái boy quan chen thì mới chơi Nunu thôi. Chứ còn bình thường các bạn châu Âu thì nhiều Nunu lắm. Nên là cũng là cái điều mà đặc sản của server châu Âu nó gọi là Disco Nunu anh em. Thì bên phía Esports vẫn đang nắm thế thượng phong ở trong ván thiếu này, họ vẫn đang dẫn trước. Disco Nunu là nhưng từ cấm chọn là nó bắt đầu nó fit rồi. Ý là nó xin mà không tranh được role hay là chửi nhau từ cấm chọn á là nó sẽ bích Nunu xong nó cứ hả nó bích con Nunu ra nó nhảy. Disco Nunu là nó lấy con Nunu ở chạy ra mid nó nhảy nó chết. Nó gọi là Disco Nunu của đặc sản của server châu Âu. Vẫn sẽ cần phải có những cái bước đi chắc chắn hơn dành cho Honlai ở trong khoảng sắp tới. Khoảng cách về tiền vẫn là an toàn dành cho họ với tầm gần 3.000 tiền. Áp lực về rồng thì nó thuộc về bên phía của Fly West, nhưng mà tầm này Honlai rất là dễ kiểm soát rồng. Họ sẽ là đội chủ động hơn trong việc là kiểm soát đường, là cái thứ nhất cánh của họ đang khỏe hơn với Yasuo và Retong. Sau đó là họ sẽ bắt đầu kiểm soát mục tiêu, tốc độ ăn mục tiêu cũng sẽ là cực kỳ nhanh từ Peanut. Vấn đề là nãy giờ họ đang không đặt trọng tâm quá lớn ở con rồng này, vì những cái điểm đồng đầu tiên là một dòng hóa kỹ và sau đó một dòng thằng Inspire là châu Âu nè, thằng Inspire là châu Âu nha anh em. Inspire là nó thằng châu Âu qua Mỹ đánh, quá nhiều lợi ích dành cho đội tuyển ăn được, đem một chút đặc sản của vùng đất quê hương. Một cái linh hồn rồng nó cũng Inspire là người như Ba Lan thì phải, gọi là sự quyết tâm dành cho cả hai đội để có thể tiến vào và ăn đi những cái điểm rồng này. Cho nên là BFA Online đang ưu tiên việc lấy công trình hơn so với ăn rồng, và để xem con rồng thứ ba này sẽ là như thế nào đây.
Nếu như không ăn thì Flycat sẽ có dâu bản lề, và nó cũng sẽ dẫn tới tình huống là có dâu ăn tuổi rất là sớm. Sau đó ăn rồng đến từ bên phía của FlyQuest sẽ là rất nhanh, với chiếc túi của Nunu và Kalista đã bắt đầu lao vào nhau rồi, làm kế được thành công bằng của Bushido. Dịch chuyển được đầu tư, và phía bên kia thì Doran đang khép góc. 3.000 máu của rồng hơi khó để cạnh tranh dành cho bên phía của Hoàng Lai, nhưng đánh được một người về. Người bên kia quan trọng là Inspire lại bắt đầu cho bên phía của Hoàng Lai. Giờ thì đã nổ ra, một người phải nằm xuống là Waibo, và sau đó bên phía của Hoàng Lai đang chạy lên là trăng trối được dùng từ vị trí của ZK, nhưng ta đang kẹt lại giữa một hai. Sau là giao tranh thua. Sau đó, FlyQuest này phải công việc trở lại tiếp cận vào người Delay, giáo găm liên tục, và lần này mẹ gục chắc chắn không. Nó là dành cho Quát, thật sự rất tội dành cho Masu. Nói thằng Anoa vui tính phết nha. Ê. Và đó là một tình huống mà trừng phạt vừa tròn ngưỡng. Mình cũng không nghĩ là mấy thằng Hanwha đánh rồi game này cũng người ta đã không kịp tính toán để có thể đưa ra một cú giày bò siết phớt đó chứ. Bình thường thì sẽ là kết hợp cùng với người chơi đi rừng nó sẽ dễ hơn, nhưng đây là một tình huống Masu phải một mình tự làm tất cả mọi thứ thì nó là quá khó rồi. 1200 tròn nó bị đắc trừng phạt ngay lập tức. Bên phía bên này Binet ulti một cái pha mà nó không có cái chồi cây nào trong đó hết. Em Binet có tốc biến, mình chắc tốc biến vẫn chết quá. Đang bị tấn công, bị làm choáng. Tốc biến của Binet có, nhưng mà tốc biến đi đường nào đây? Đó cuối cùng cũng đã có được mạng thứ hai dành cho Masu. Trôn phết đó. Mấy thằng Hanwha trôn phết đó. Là hỗn loạn hơn nơi mà FlyQuest khai thác được rất nhiều mạng gục. Lại giống với ván thứ nhất là mấy thằng Hanwha trôn phết đó. Của pha giao tranh cũ thì ở thực tế cũng lại đang có hai line mới rồi. Và một tình huống nằm xuống tương đối nhạy cảm của Peanut khi anh ta đang trên bảng đếm số trong một thời gian mà Baron Sun gần xuất hiện trên bản đồ. Đồng nghĩa việc là FlyQuest sẽ có được thế kiểm soát ở tại con Baron này. Weibo cực kỳ đơn giản mà thôi, anh ta sẽ lấy đi chung một cánh trên. Ok, góc đây mặc nạ nha. Tấn công mà với bung ra. Ê, tính chất thêm hả? Làm kế thành công được vào người của Delay, anh ta đã bị tấn công liên tục. Có luôn cái một số tuyệt vọng, tuy nhiên dùng để cấu rỉa mà thôi. Cộng với việc là đẩy được hết lính ở khu vực đường giữa, nhưng mà để sót lại hai con lính cho nên vẫn chưa để vội. Wow, và cái lối lên đồ của Inspire cũng khá là thú vị nha. Khi ta lên cho mình một cái tàn tích ba mi từ sớm để farm rừng, và sau đó là hướng tới luôn một cái di chuyển trục tội. Vui tính phết á. Nghĩa là anh ta sẽ gọi là thả một cái di chuyển trục tội trước. Rồi đứng rờ trên cái di chuyển tội của mình. Wow. Rất là âm mưu đến từ Inspire. Không biết là anh ta có nghĩ thế không, nhưng mà đấy là suy nghĩ của bọn tôi. Thực ra thì cái di chuyển tội cung cấp thêm cả khả năng là cung cấp lá chắn và hồi máu nữa, thì Nunu cắn hồi nhiều máu hơn. Đấy, rờ thì đang thiếu Hanwha, đang thiếu hai tốc biến. Fly thì không có tốc biến của thằng Quát. Đến từ Hanwha này. Inspire đang lái tới, Baron còn 6.000. Rồi. Còn ra. Rồi, còn đu đu ra Baron. Như chuyện tụ được không? Ai cứu Masu? Ê. Dùng mà cũng chứ Baron. Tại Inspire vì ăn Baron không cứu được Masu không được. Họ đang không gỡ mạng được. Villilai cực kỳ thấp máu, gỡ mạng thành công mới là cái rồi, 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 rồi. Một con Baron tuyệt đối lời dành cho FlyQuest. Một tình huống mà họ bên phía của FlyQuest thí xạ thủ của mình là Masu. Anh ta đi vào và dính tất cả mọi thứ của đối phương để rồi lên bảng đếm số. Trong khi đó thì Weibo và Inspire rất là chill. ZK bị làm choáng. Và đó là tường dối. Tường dối cực kỳ tuyệt vọng. Cuối cùng là hai cũng được một mạng. Đó chính là vị trí của mình hết dứt điểm thành công được. Và cuối cùng là ZK vẫn sống. Trong tuyệt vọng có hy vọng khi mà đồng đội tới. Và kết quả là bên phía của FlyQuest, họ thậm chí còn không lấy được cái trụ một khu vực đường giữa. Cặp trận này nó thế nào đấy nhở? Liên hoan Six Berlin mình cũng không ngờ rằng Hanwha Esports nó cũng có cái máu hề như vậy đó. Và sau đó thì Masu mình cứ vào. Nghĩ đâu là một trong thằng nghiêm túc nhất của LCK và ngày hôm nay là thể hiện như một cái mặt khác của mình nha. Máu hài nhiều đó. Chia nhau gọi là bữa tiệc con Baron này. Thí tiếp Bushido, sau đó anh ta túc biến đi. Và khi mà Weibo và Inspire đã gọi là ăn Baron xong rồi, họ cảm giác là muốn đánh nhau. Quay trở lại. Nato Hero nha. Nhiều đến từ Colo Lab trong tính phát đó. Trên đến từ FlyQuest thì Viper là người tiếp theo nằm xuống. Còn ở nhịp tấn công vừa rồi thì ba huấn luyện của FlyQuest hai đội cùng cười, đánh sao cùng cười được. Ok. Nãy bên kia mà mày đen đi với Mockley cũng cười phơ lớn, bên này FlyQuest cũng cười phơ lớn. Nếu mà Faro không dồn vào Masu mà dồn Inspire thì có kết quả tốt đâu. Để biết đang coi gì nữa. Tôi cũng không biết, nhưng mà chắc chắn là trong tất cả các quyết định được tung ra thì đó là quyết định tệ nhất từ bên phía của Hoa Online rồi. Tại vì một con Baron với 4.000 máu mà chỉ cần đam thêm một tí thì chắc chắn là lợi. Hai anh em đánh cùng nhau cười hết luôn. Bây giờ là setup để có thể đẩy được vào khu vực đường. Mười mấy thằng đang cùng nhau cười. Bí bò. Chặt liên tục người đối phương. Bí bò. Nó càng cũng ra ra nhanh quá. Lao thẳng vào double kill cho Weibo. Anh ta chưa phải nằm xuống vẫn có thể bơi về được. Còn Doran
thì phải bắt buộc lướt về bằng cắt và sát. Trụ một đường giữa có luôn cả hai mà hạ gục để thấy về người. Nó bùa con Zera ác đó anh em. Tiếp tục đẩy vào trụ hai khu vực đường giữa. Đây là sự khó chịu với những rồi nha, giỡn nè, vui tính nè. Đối đầu với các đại diện của Phương Đông, nghĩa là sẽ không có những tình huống đỏ macro. Nó mà vừa donate nha, giỡn nè, đánh ván ba nha, giỡn thì đánh ván ba nha. Giỡn thì đánh ván ba nha. Làm gì ở trong những tình huống đó và những tình huống như vậy thì họ đều có lợi thế được với việc là khiến cho Hàng Lai cũng không biết là mình phải đối phó với nó như thế nào. Nunu chắc chắn là chất tướng bạn không thường xuyên gặp, Olaf thì có thể là nhiều hơn rồi. Cái tình huống mà giao tranh như vậy đang khiến cho Hàng Lai tương đối hỗn loạn. Họ giỡn thì đánh ván ba nha. Vận dụng được combo của mình quá tuyệt vời cả. Và Inspire lên thêm một món nữa là Solari, một con Nunu thuần hỗ trợ đồng đội. Anh giả lái sứ giả. Nhưng mà nhìn ta chạy ra từ nhà thì cũng là nhìn rất là vui mắt. Hơi tiếc một tí là anh giả sứ giả nha. Khả năng gọi là cua để có thể lái được cái quả cầu đó với tốc độ cao để có thể vào được cái bãi người đá. Nhưng mà không sao, mọi lợi thế bây giờ đang nghiêng về bên phía của FlyQuest. Họ đang có ngưỡng sức mạnh đến từ Quad, đến từ Matsu với hai món trang bị rưỡi đã được hoàn thành. Lượng chống chịu cũng là có khi mà Inspire cũng là hai món trang bị rưỡi chuẩn bị hướng lên món trang bị thứ ba. Còn Weibo thì bắt đầu online ngược trở lại rồi. Với liên tục là những mà hạ gục thì Weibo đã tạo thành một cái biểu đồ mẹ nó chứ. So với cánh của Hanoi phía bên kia, Zika với Dora tầm này, Weibo không nổi. Má mà cái đường này nó đi thẳng luôn các bạn. Cái đường nó đi thẳng xuống luôn chứ. Cái biểu đồ cắm đầu mà phải buồn cười. Biểu đồ 90 độ, ít lắm các bạn. Thường nó cũng đi chéo chéo mà nó có biểu đồ đi 90 độ luôn. Lấy được một tí máu của Weibo. Nào, D-Line đang đứng rình rập ở đây. Có một tình huống ép giao tranh nào đó chẳng hạn hay không? Đồ đàn đi vào phê check. May là anh ta còn một con kiểm soát. Nhưng Viper về được không đây? Anh ta còn tốc biến. Vẫn bị hất tung. Vẫn bị hất tung. Sao vậy? Mất luôn cả thanh tẩy. Với lượng áp lực hiệu không chế từ bên phía của FlyQuest, vẫn có thể phòng ngự được cái trụ hai khu vực đường trên. Khi mà tầm tay và khả năng dự lính vẫn là có từ bên phía của Hoa Lai. Nhưng mà FlyQuest họ đang đánh để có thể chờ cho con Baron là con rồng tiếp tục ván đấu. Nơi mà một bên United nha. Từ bên phía của FlyQuest. Rõ ràng là những động thái bỏ rồng từ trước đó từ Hoa Esports đang phản tác dụng rồi. Khi mà chỉ với một Baron lỗi mà thôi. Ông Yasuo màu cam nha. FlyQuest đang tận dụng rất tốt lợi thế với việc là hơn mục tiêu lớn so với đối phương. So với các thành viên của Hoa Esports, họ đã có được là 3 điểm rồng. Có Baron vừa rồi khai thác được rất nhiều tiền. Tôi nhớ không nhầm là gần 4.000 tiền với các Baron vừa rồi với những tình huống giao tranh liên tiếp và những công trình bên phía của FlyQuest có được. Thì để xem các Baron tới đây thì hai bên sẽ xử lý như thế nào. Ít nhất thì Hoa Lai đã một lần rồi, nghĩa là họ đã một lần được chứng kiến cách mà FlyQuest sẽ tiếp cận pha tranh ở Baron. Thì để xem Hanwha Lai ở trong pha tranh tiếp theo họ có xử lý. Ê, Olaf cầm cái linh hồn rồng gió mà nó vừa sao con Zera sống không lên đồng hồ nó khó chống lắm nha. Chứ cũng không hẳn là một cái tình huống mà FlyQuest sẽ ứng tốt, cho nên sẽ rất là khó để coi FlyQuest vận hành con Baron. Game này mà thua là cũng một cái bàn trình diễn cũng xứng đáng huy chương vàng liên hoan xích Berlin đó. Thì họ đánh cực kỳ cháy với pha cướp Baron. Với cái lợi thế ở tầm phút thứ 11, 12 như vậy mà nếu mà thu được ván này là cũng xứng đáng huy chương vàng đó. Họ vận hành cái đội hình này với việc là tấn công như thế nào? Thực ra lúc nãy cái pha mà ăn Baron xong rồi cái thông báo hiện lên là Inspire cướp Baron, tôi thấy hơi sợ. Đấy phải cướp Baron đâu, mời mà. Không ai bên phía của Hang Lai quay lại để có thể cạnh tranh Baron cả. Mà tất cả rồi đôi sao cạnh tranh Baron với con Nunu được? Baron rơi thẳng vào tay cái thành viên FlyQuest như là một tình huống mà không có người ở đấy cả. Tại vì thằng D-Line nó hụt cha nó cái sứ giả phán quyết rồi sao cạnh tranh Baron với con Nunu được. Nhưng bây giờ với cương vị là đương kim vô địch LCK mà con Nunu nó đi bộ vô mà tại sao lại để cho con Nunu nó né được cái sứ giả phán quyết rồi. Inspire đang bắt đầu lái. Bị nhấp nhả mà đơn giản như vậy. Khiến như cái thành viên của Hanolai bắt buộc phải rút ra nóng một nhịp. Con Huy khỏe nha, ba món kìa. Đang gọi là liên tục đi chung với đồng đội. Thở vẻ khỏe đó. Anh ta vẫn đang chưa tận dụng quá nhiều cái chức tướng của Olaf thời điểm này là áp lực vào cánh. Trong khi đó thì Hanolai thì cũng chỉ đơn giản là phòng ngự những cái đợt lính đẩy liên tục từ bên phía của FlyQuest mà thôi. Hai bên vẫn đang đánh rất từ tốn và đánh kiểu này thì nhiều khả năng là thậm chí rồng ra vẫn chưa có đánh nhau. Thử đam không? FlyQuest chưa muốn thử đam luôn. Thì Inspire vẫn đang đứng đây để có thể kiểm tra tầm nhìn. Lượng mắt đến từ bên phía của Hanoi Sport cũng là tương đối nhiều nha. Mặc dù là bên phía của FlyQuest không đẩy nhiều ở cánh lắm, nhưng Inspire bắt này ở đây. Inspire rất trâu và thậm chí là trả sự ngược trở lại. Người này liên tục nhiều đam quá trời luôn đó. Đó, giỡn. Vòng xoáy tuyệt vời. Giỡn. Thế về người sẽ giúp cho bên phía của FlyQuest. Giỡn. Baron sẽ là thứ bên phía FlyQuest đang nhắm tới. Trong đó thì Hanoi Sport với 5 sâu không. Zeka đang đẩy đường dưới này. Bỏ rồi. Phải bỏ thôi, sao đánh, sao cạnh tranh với lại con Nunu. Nhưng mà họ làm gì?
Họ đang làm gì? Họ đang đẩy đường giữa, ok. Lấy được không? Lấy trụ hai đường giữa không? Lấy lại trụ hai đường giữa và lấy được trụ hai đường dưới thì cũng sẽ là một pha trao đổi ổn dành cho bên phía của Hang Life. Tốc độ lấy trụ đang là rất nhanh đến từ Viper. ZK đã có được công trình, Viper cũng có luôn. Như vậy đang là một cái bao đồ âm tiền. Nhưng ZK dịch chuyển về thì không đấy. Một xe lái tới thì ZK đang cần phải chạy, anh ta mất luôn cái tốc biến và tạo ra một khoảng trống khổng lồ dành cho Weibo đẩy ở khu vực đường trên. Tôi nghĩ rằng là ngoài việc là Scream thì các đội tuyển đến từ phương Đông nên xem stream nhiều hơn. Châu Âu là rất nhiều bom con chém dị, thì có cả Kesha, Nunu đó. Thì biết được ý là con Nunu làm ra cái gì. Bỏ rồng đi sao đánh được? Bên phía online đang bị con Nunu đâu đánh được pha này đâu. Rồi. Dòng bộ phải về. Đang bày ra cho cái bên. Các bên sẽ xử lý như nào đây? Bây giờ thì Hào Lai thậm chí là phải rút ra khỏi khu vực hang rồng, họ không dám cạnh tranh. Rồi lát nữa sao cạnh tranh con rồng ngàn tuổi? Lát nữa sao cạnh tranh con rồng ngàn tuổi với Nunu Kalista? Con rồng vừa rồi 4000 máu bất tiêu luôn. Thì bây giờ một con Zai ra với 1200 đang dừng phạt lấy gì để cạnh tranh? Và linh hồn rồng có dành cho Fly West. Game 3 tới chơi, game 3 tới chơi. Game 3 tới chơi. Cũng là đỏ macro. Nhưng mà đỏ macro theo kiểu rất là phương Tây đến từ Fly West. Khi mà họ lợi dụng những cái chất tướng của mình trong việc kiểm soát mục tiêu lớn với Nunu, hai trừng phạt với Kalista, một cái giày vò. Và những tình huống mà Weibo đi cùng đồng đội của mình, đi chung với đồng đội cũng rất có ý đồ nha. Anh ta biết được rằng là một mình Nunu trong tay của Inspire hay là Busio không thể nào chống chịu được. Ba người tuyến đầu đến từ FlyQuest bảo kê cho lẫn nhau thì sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Và nãy giờ với tư cách là một khối thống nhất, bây giờ đánh nhau thắng thì mới thắng thôi, chứ nếu mà các bạn cạnh tranh trừng phạt với con Nunu này sao mà được. Hang Lai chỉ có thể đánh được mục tiêu ở những nhịp mà FlyQuest đang ăn những mục tiêu khác ở phần còn lại trên bản đồ. Giờ biết đánh Olaf cầm linh hồn rùng gió, nó bật rờ nó bừa thì con Zera sao sống. Thằng đầu vẫn chưa có đồng hồ nha. Với con bài Yasuo để giao tranh tổng, nhưng nãy giờ không có cửa. Áp lực vào trụ ba khu vực bí bò, thậm chí là bên phía của FlyQuest đang tràn lên tiếp cận vào của đối phương, đánh được một người về. ZK đang cố gắng quẩy quẩy không thành công, một thằng đang nhìn cô Olaf kìa. Như một con quái vật tìm kiếm vào Viper. Quý bò sâu quá vậy. Nhưng vẫn lời, vẫn lời. Thì cũng có một người đang kẹt lại tốc biến đi. Đến từ Doran, liệu có thể sống được hay không? Là tốc biến lên chỉ như hai người quá tốt từ Inspire. Con Nunu này thật sự là quá khủng khiếp. Còn đau không? Còn đau không? Con người đến từ Viper là có thể ta có được double kill. Nhưng đường dưới cũng vẫn lời cho FlyQuest. Lỗ màng nhưng mà lời được cái nhà lính rồi. Đơn xin lỗi của đơn xin lỗi Inspire mà thôi. Bắt buộc ít nhất là tôi là người đầu tiên viết, nhưng mà tôi chê con Nunu của anh ta trong cái đầu tiên. Anh ta không khai thác được bất cứ điều gì đến từ phía của Halley Sport cả, nhưng mà thực sự là từ kể từ khi mà anh ta tìm kiếm được những điều hạng cục cùng với vị trí của Weibo. Nó mà đập được Viper là end game rồi đó. Pha đó không phải Weibo. Weibo phải xử lý như vậy anh em. Weibo đánh đập được Viper là end game rồi. Không chạy được đâu. Chỉ có đồng hồ thôi. Thằng đầu đồ ba không lên đồng hồ là láo lắm luôn á. Cho Viper chỉ có thể là một pha ném dìu nó hơi bâng quơ đến từ vị trí của Weibo. Thì anh ta mới bị nằm xuống mà thôi, chứ nếu đó là một tiếng mà hạ gục thêm cả Viper nữa thì rất có thể là FlyQuest sẽ muốn lấy nhiều hơn, chứ không chỉ dừng lại ở một việc là cổng Mega ở đường dưới đâu, khi mà Quad cũng đã dịch chuyển xuống rồi. Weibo dễ thương à. Bên kia thì Weibo ăn cái mạng đó là end game rồi. Lại khó, vẫn luôn luôn là Viper đứng lên gồng gánh. Thật sự cặp Weibo này phải nói là Viper gãy cả vai. Những cái quảng cáo nha em ơi, cảm ơn quà ủng hộ luôn. Game 2 thì đang níu kéo lại những cái hy vọng dành cho bên phía của Hoa Lai. Còn phía bên kia thì làm nhau bây giờ. Khó quá. Một con Nunu rất khó liên tục càng vào. Và cái vấn đề khi mà con Nunu càng vào như vậy nó sẽ khiến cho hơn Sayuki hạn chế đi. Với việc là cứ đứng gồng chiêu cuối thì con Yasuo này Hàng qua này lạ quá các bạn. Rõ ràng rồi, làm chậm thêm một diện. Hàng qua này lạ thật sự luôn. Yasuo rồi thậm chí kể cả Rekton trong tay Doran cũng không có được nhiều lắm cái khoảng trống để có thể giao tranh. Hàng qua này trôn quá nhiều. Rõ ràng rồi, cứ đánh 5 năm là Hàng qua này không lại. Họ không có góc để có thể giao tranh với những tình huống. Nó đánh có hai ván mà nó trôn nhiều ngang với nguyên cái lượt đi của LCK mùa vừa rồi luôn. Wow, sát thương dồn vào đến từ Quad bây giờ bắt đầu rất là đau. Hai ván vừa rồi của Hanwha là nó bằng nguyên một cái lượt đi của LCK mùa hè luôn. Game 3 tới chơi. Thì dư lấy được cả trụ hai khu vực đường giữa và liên tục là con bay tràn thẳng lên, là Weibo tràn thẳng lên khiến cho Phoenix ao giao tranh để mà còn được dùng. Kéo được là Busio về một nhịp, thậm chí là chiêu cuối từ Inspire để có thể áp lực vào các thành viên của Hanwha. Họ vẫn chưa lấy được trụ ba, nhưng họ vẫn đang gọi là áp đảo về mặt thế trận. Họ đang đợi được lính tiếp theo chăng? Tôi nghĩ rằng sẽ là dọn rừng của đối phương và về nhờ thôi. Bây giờ vấn đề là cái con rồng ngàn tuổi sắp tới hoặc là con Baron sắp tới là bên phía của Hanwha không thể nào cạnh tranh được. Và chuẩn bị cho một tiếng ăn rồng ở quãng thời gian khoảng chừng 2 phút tới.
không có cái trừng phạt nào mà có thể qua được. Bây giờ vấn đề là bên phía FlyQuest nó có tới 2-3 cách để ăn mục tiêu, giày vò, cắn của con Nunu và cái trừng phạt, thì làm sao mà các bạn cạnh tranh được. Chỉ có nước là đánh nhau ở đâu đó bên ngoài mà đánh thắng thì mới ăn mục tiêu được. Còn nếu như bây giờ vô mục tiêu là 100% FlyQuest nó sẽ ăn mục tiêu. Bây giờ Duran không có tốc biến nha, cần phải cẩn thận ở đây. Anh ta rất dễ làm mục tiêu khi mà không có giày thủy ngân trên người. Ít nhất thì cũng có Sterak để có thể bảo đảm rằng mình vẫn sẽ có khả năng kháng hiệu ứng của đối phương. Bây giờ thì là Duran hết ngưỡng sức mạnh của anh ta rồi. Nghĩa là cái khoảng thời gian ban đầu khi mà con cá sấu được dùng tài nguyên, tôi nghĩ rằng là Duran sẽ làm cái điều gì đó bùng nổ ở trong những pha giao tranh tổng. Nhưng mà bây giờ 2-4-4 ấn chu vi chung kết thế giới không ai tha thứ nha. Của Duran thua thiệt hoàn toàn với khả năng phòng ngự của FlyQuest lớn, cũng như là thua thiệt cái khả năng tấn công của FlyQuest. Cho nên đầu tiên là con Yasuo nang Baron nhanh thì thôi luôn. Chơi game gần như là chấp hai người. Lại tiếp mà Baron về sao vô đâu có tầm nhìn đâu vô. Một cái tình huống là delay đánh vô làm sao công Inspire về thì may ra mới cạnh tranh được. Delay cần phải lên tiếng những gì anh ta đã làm trong cặp trận với Gen G để cho anh ta có làm được không nào. Baron 7.000 máu, 6.000 máu vô làm sao. Baron ăn rất nhanh, 4.000 máu, 1, 2, 3 đúng 4.000 máu Baron mất tiêu. Ủa ý bò, ý bò, ý bò. Tràn vào tìm kiếm được vào người của bên hết. Phía bên kia Duran đang cố gắng quay. Inspire là người đã ngược trở vào. Inspire gọi người đã giúp kéo thành công. Và game 3 rồi, giỡn nè. Anh ta đâm vào hơi sâu và kết quả là ăn phát bắn đến từ Viper. Cuối cùng nằm xuống là 1-1. Nhưng Baron vẫn có cho FlyQuest trong ngàn tuổi sắp quay nè, giỡn nè. Trên với người chưa hỗ trợ mà thôi. Nhưng hiện tại thì bên phía Highlight Sport đang có thế đẩy không đứng giữa này. Họ sẽ tạm thời ra để có thể kiểm soát con rồng này trước. Họ sẽ có cua. Đường dưới chiếc khoát đã dịch chuyển ra rồi. Nhưng bên phía FlyQuest đang mất đi một dàn chắn tuyến đầu. Tương tự là câu chuyện của Highlight Sport. Trẻ. Rồng đang khởi động đến từ Highlight Sport luôn. Dự đoán dịch chuyển ra đến từ Weibo. Nhưng bên bốn. Nên bên kia vẫn câu Inspire. Và đi lại thì không phải đấm con Nunu, phải đấm con Nunu chết. Nhưng mà nó trâu quá, trời giáp kia, giáp kia. Giáp kia. Là ZK, ZK rất thấp máu cố gắng quẩy phía bên kia. Quát đang bị tấn công, trăng trối tung ra. 1-1. Rồi, rồi, rồi. Vi bò. Tốt. Viper đang gắn ngược trở lại các thành viên của Highlight. Gắn sao pha này. Không, câu trả lời vẫn là không. Vì đó là sức mạnh. Rồi, á, chạy thôi. Dòng ngân tuổi dành cho bên phía của FlyQuest, nhưng đó cũng là dòng ngân tuổi trên 3 thành viên mà thôi. Không biết là Bushio có kịp hồi sinh không, hình như ta có. Thật 3 dòng ngân tuổi trên ghế thành viên của FlyQuest. Trong quãng thời gian là 2 phút sắp tới thì bên phía của Hawaii sẽ xử lý như thế nào đây, khi đối phương đang có dòng ngân tuổi và có cả 4 Baron nữa. Chờ cho tới nhịp mà Weibo hồi sinh và Quát hồi sinh là còn khoảng chừng 1 phút Baron, 1 phút rưỡi dòng ngân tuổi. Gánh được tới bao lâu nữa đây? ZK một con Yasuo không ai hất tung hộ anh ta cả. Khi mà anh ta hất tung được thì cũng đã bị trói bởi Nunu rồi. Delay vô vọng tìm kiếm cơ hội để hơn là thằng ZK đổi được thằng Quát á. Con bài Yasuo bay vào để má không đổi đường Quát là đi luôn rồi. Thì Viper bắn gãy cả găng tay. Không làm gì được. Rất nỗ lực để có thể đòi được thêm điểm của vị trí của Viper. Khoái. Có thể hạn chế bớt đi những cái bùa lợi Baron và bùa lợi rồng ngàn tuổi trên người các thành viên của FlyQuest. 50 giây Baron, 1 phút rưỡi, quan trọng là rồng ngàn tuổi 1 phút rưỡi lận. Quan trọng nhất trên người của Inspire, trên người của Matsu, thậm chí là Bushio để có thể tiếp tục có được lợi thế và đẩy vào các công trình ở trong hai giây tiếp theo. Đường dưới thì đã hồi lại được thành công cái trụ nhà lính cho nên sẽ bớt đi một chút áp lực về lính siêu cấp. Nhưng mà không biết nha, mình không biết nha. Mình là hơi bất ngờ với cái độ hài hước của Han Hwa ở ngày hôm nay á. Hơi bất ngờ đó. Hơi bất ngờ về tính hài của Han Hwa hôm nay đó. Về với tỷ số 1 đều như thế nào đây? Đánh rất troll luôn. Ván thi đấu đang thực sự bất ngờ với những chất tướng mà FlyQuest đề ra. Họ xử lý rất ảo ở trong quãng thời gian mid game. Đầu game thì xử lý không tốt lắm nhưng 50 giây là một quãng thời gian mà Inspire tỏa sáng với những tình huống lái xe lạ lướt của mình. Luendo cũng rất là trâu quá rồi, con Nunu nó trâu quá rồi. Một người chơi hỗ trợ thứ hai cả. Nhà lính đường trên đã Nunu đang lủi vô. Là lái xe không thể phòng ngự được cái trụ này. Bibo, Bibo đang bơi. Bibo đang bơi. Bibo vẫn sống, Bibo đang bơi rồi, đồng ngàn tuổi nhỏ. Ván 3. Cao quẩy trong tuyệt vọng và đốc một kill có dành cho Quát. Monini Machi nha, trôn thì thôi luôn. Nhưng lần này anh ta đứng giữa 1, 2, 3, 4, 5 thành viên của FlyQuest. Thì lấy cái gì để có thể chống cự đây? Đâu, tưởng không vui mà vui không tưởng mấy thằng Han Hwa này. Viper, phản liên tục. Nhưng mà bất lực quá. Thậm chí là các thành viên của FlyQuest còn đang bỏ qua tầm một nhịp nhẹ. Họ tấn công vào nhà chính và tỷ số của cặp B3 này 1-0.
một tỷ số và chắc chắn là chúng ta sẽ không thể ngờ tới được với những gì mà Hangola Esports đã thể hiện trong rất là vui tính đó của mùa giải cũng như là phong độ hiện tại của họ. Rõ ràng là FireQuest như đã nói không phải một đội đánh giá thấp họ.